Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình và mình là Bẹp đây. Hôm nay như một ngày gió lạnh ùa về thì mình sẽ quyết định là nhuộm lại tóc. Và những cái ngày mà thời tiết thay đổi và se se lạnh như thế này ấy, thì thực sự mình rất là thích làm những cái gì mà đụng đến tóc, bởi vì trời lạnh thì mình sẽ thích xõa tóc. Vì vậy là mình muốn thay đổi một chút để trông cho nó bớt nhàm chán. Thì hôm nay mình sẽ quyết định nhuộm lại tóc và mình sẽ nhuộm tóc ở nhà luôn. Mọi người có nhìn thấy ai đây không? Đây chính là Rose Blackpink. Cái thuốc nhuộm tóc này đã hot một năm trước rồi. Đã có rất là nhiều những bạn YouTuber đã quay video tự nhuộm tóc ở nhà. Đa số mọi người sẽ nhuộm những cái màu rất là chất chơ như là xám khói, xanh khói hoặc là màu rose gold. Thì với mình ý, mình cảm thấy là mình không hợp với những cái màu kiểu chơi chơi đấy quá. Nên là mình đã chọn một cái màu. Đây là màu Sunset Orange, là màu nâu cam. Thông thường ấy là mình hay nhuộm mấy cái màu nâu, bởi vì mấy cái màu đấy là mấy màu cơ bản mà nó không bị chóe quá ấy. Khi mà bị phai thì trông cũng không đáng sợ lắm. Đây ví dụ như tóc mình bây giờ nó phai rồi nhưng mà nó cũng không có bị ra mấy cái màu dâu ngô vòng vòng. Và đấy, nếu như nhuộm những cái màu chóe quá thì khi bị phai ra thì rất là dễ bị gặp trường hợp như thế. Nên mình thường nhuộm những cái màu trầm thôi. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ quyết định là chọn một cái màu chóe một chút đây, như thế này đây. Bởi vì mình quay video mà mình chọn những cái màu an toàn quá thì nó không có gì thú vị cả, đúng không? Đọc review thì mình biết là cái cách sử dụng cái bộ nhuộm tóc này rất là dễ thôi. Chỉ cần mình xoa lên đầu và vò như kiểu mình gội đầu bình thường thôi. Nên là rất là phù hợp với một cái đứa khá là vụng về trong những cái chuyện làm đẹp giống như mình. Mình đã mua được cái hộp này với giá 168.000, rất là rẻ đúng không mọi người? Nếu như mà cái này lên màu thành công thì quá là xứng đáng luôn. Mình sẽ để cái link mua hàng ở dưới phần mô tả. Nếu như mọi người thích cái bộ sản phẩm nhuộm tóc này thì mọi người có thể check và mua nhé. Ok, trước khi vào nhuộm tóc thì mình thấy là ở trên bao bì người ta có ghi một cái lưu ý cho mình là tông màu tóc sẵn của mình và sau khi nhuộm thì nó sẽ lên được màu như thế nào. Ví dụ tóc của bạn màu kiểu vàng ấy thì sẽ lên được màu nâu cam, khá là sáng. Còn ví dụ như là tóc bạn nhạt màu hơn, màu nâu hơn thì lúc lên màu sẽ nhạt hơn. Và ví dụ như là tóc bạn màu đen thì sau khi lên màu nó sẽ ra một cái màu nâu cam đất. Đấy, như thế này. Thì mình nghĩ là tóc mình nó ở cái mức độ trung bình ở giữa này. Bây giờ mình sẽ bóc ra xem là ở trong này nó có những cái dụng cụ gì nhá. Khi bóc ra thì mình thấy là ở đây có một cái bảng màu rất là đa dạng của cái hộp thuốc nhuộm này, rất là nhiều màu sắc. Đầu tiên là mình thấy một cái gói xịt tiếp theo, gói gì đấy có số 1, đây là dầu xả mọi người ạ. Tiếp theo một cái gói nhỏ hơn, gói này mình thấy người ta có đánh số 3 này. Tiếp theo nữa, đây là một cái lọ, cũng chưa biết là để làm gì. Ở trong này có tờ hướng dẫn thì tí nữa mình sẽ đọc các bước. Đây, có một bọc như thế này bao gồm từ hướng dẫn và đây là những cái đồ trang bị để mình nhuộm tóc. Trước khi nhuộm thì mình có một cái tip nho nhỏ cho mọi người mà mình đã học được ở một cái chương trình về tóc đẹp. Đó là trước khi nhuộm tóc thì mọi người nên để đầu bẩn một xíu, bởi vì cái chất nhờn mà khi tóc bẩn ấy sẽ giúp màu tóc của bạn lên chuẩn hơn và giữ được màu lâu hơn ấy. Nên là để quay video này thì mình đã gội đầu cách đây một ngày rồi. Sau một hồi ngâm cứu cái tờ hướng dẫn này này thì bây giờ mình đã biết cách sử dụng rồi. Bây giờ mình bắt đầu vào làm luôn nhé. Đầu tiên thì phải đeo găng tay cũng như là quấn cái màn này lên. Wow, rất là to luôn. Chào mừng mọi người đến với salon tại gia của Bẹp đây. Ủa, thế này đúng chưa? Chắc là đúng rồi. Ok, và đeo găng tay vào nữa. Bây giờ mình bắt đầu pha chế nhá. Thì mình sẽ lấy cái gói số 1, đây số 1, và gói số 3 này này, đổ vào cái lọ số 2 này và lắc đều nó lên. Sẽ mở cái này ra. Mùi của nó cũng hơi hơi hắc, nhưng không có hắc bằng mấy cái thuốc nhuộm ngoài hàng đâu. Ok, mình sẽ bóc tiếp cái túi số 1 này. Ra một cái nước màu xanh lá cây. Bây giờ thì mình sẽ đóng nắp chai vào và bắt đầu lắc nhá. Mọi người có biết lắc để làm gì không? Thuốc nhuộm tóc này là thuốc nhuộm tóc dạng bọt, nên là mình phải lắc lên để cho nó tạo bọt thì mình mới bắt đầu nhuộm tóc được. Trước đó mình có đọc những cái bạn dùng cái sản phẩm này rồi thì mọi người khuyên mình là nên lắc ngang. Mình đọc trong cái tờ hướng dẫn là lắc trong vòng 20 phút lận. Chắc là lắc muốn rụng cái tay luôn á. 2000 years later. Mọi người biết gì không? Mình vừa mới đọc lại cái tờ hướng dẫn ấy, nãy mình không đọc rõ. Mình chỉ đọc lướt qua và thấy số 20, mình nghĩ đấy là 20 minutes nhưng thực ra nó là 20 times. Nghĩa là chỉ cần lắc 20 lần thôi, trời ơi.
nãy giờ mình lắp chắc được hơn 100 lần luôn rồi. Ok, bây giờ mình bắt đầu chọn luôn nha. Đầu tiên thì mình sẽ phải chia tóc đã để cho màu nó lên được đều ấy. Wow, một cái màu cam nhìn rất là muốn ăn luôn ấy. Xoa ship vào chân tóc một tí, nặn thêm ra nữa. Sẽ tập trung vào chân tóc bởi vì đây là cái phần tóc nó mới mọc ra, nó đen ấy, nên là nó sẽ khó lên màu nhất. Sợ là một lọ này có đủ với tóc mình không nhỉ? Thêm một lớp tóc nữa. Mình xem hướng dẫn ấy thì cũng không thấy là người ta chia tóc đâu, nhưng mà muốn màu tóc được lên đều và đẹp thì mình nên làm như thế này. Mọi người ơi, nặn mãi và xoa mãi thì cuối cùng là cái lọ này nó cũng hết được rồi. Thực sự là nó bé nhưng mà nó rất lợi hại luôn, nên nặn mãi thì cái bọt vẫn còn rất là nhiều, nên là mình dùng thoải mái luôn. Cái thuốc nhuộm này mà dính vào mặt hay là vào mắt thì cũng rất là rát, nên là mọi người khi nhuộm để ý một chút nhé, đừng như mình. Bây giờ thì da đầu của mình bắt đầu cảm nhận được cái sự châm chích dần dát rồi, thì thuốc là bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Thì tiếp theo công cuộc của chúng ta là đợi thôi, đợi trong vòng từ 20 đến 30 phút nhá. Thực sự với mình ấy, thì mình cũng không muốn là màu chóe quá đâu, nên là mình sẽ đợi tầm khoảng 20 phút. Ok, 20 phút sau gặp lại nhá. 2000 years later. Mọi người ơi, nãy mình có bảo là chắc là mình sẽ chỉ để tầm 20 phút thôi bởi vì mình không muốn là màu lên bị đậm quá. Nhưng mà sau 20 phút mình đi soi gương ấy thì thấy là hình như là nó chưa lên được màu mấy, và mình đã phải để tận đến bây giờ chắc là gần 1 tiếng rồi ấy. Nên là bây giờ mình sẽ dùng cái gói dầu xả này để mình đi xả tóc nhá. Ta-da! Mọi người ơi, và đây là thành quả của mình. Thực sự là cái kết quả ra ngoài sức mong đợi của mình ấy. Mặc dù là lên màu không có được sáng và đậm như trên hình, cũng như là ở một lớp trong này này, có thể là mình bôi chưa kỹ nên là nó vẫn còn hơi đen, nhưng mà nhìn tổng thể thì ra một cái màu vừa phải như thế này mình rất là ưng. Nó đúng là lên cái màu nâu cam rất là ok nha mọi người. Và đúng như lời đồn thì thực sự là cái thuốc nhuộm này nó rất là thơm cũng như là mềm tóc chứ không có bị khô đâu. Từ nãy khi mà gội đầu xong và sấy tóc khô một chút thì mình đã tết tóc một ít để khi tháo ra nó sẽ xoăn như thế này cho giống rose. Mình thấy với cái giá 170.000 một bộ nhuộm tóc như thế này thì rất là xứng đáng để cho mọi người thử luôn. Ngoài cái màu nâu cam mà mình đang nhuộm thì cái bộ nhuộm tóc này có rất là nhiều màu xinh nữa, mọi người có thể tham khảo nhá. Ok, video đã dài thì mình xin phép là kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nhá. Đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh của mình nữa nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì tạm biệt mọi người, ăn nhau. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right?